Xin chào mọi người. Hôm nay Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ về tử vi thứ 6 ngày 14 tháng 5 năm 2021, và theo âm lịch hôm nay là ngày mùng 3 tháng 4 năm Tân Sửu. Ngày này là ngày Nhâm Tuất tháng Quý Tỵ năm Tân Sửu, và ngày hôm nay là ngày Hoàng đạo. Các giờ Hoàng đạo trong ngày như giờ Nhâm Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Giáp Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thanh Long, giờ Ất Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Minh Đường, giờ Mậu Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Kỷ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Tân Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Ngọc Đường. Giờ Hắc đạo trong ngày gồm có giờ Canh Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Tân Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Quý Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Câu Trần, giờ Bính Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Đinh Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Chu Tước, giờ Canh Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Bạch Hổ. Về ngũ hành niên mệnh Đại Hải Thủy, ngày Nhâm Tuất tức chi khắc can, nghĩa là thổ khắc với thủy, và ngày hôm nay là ngày hung. Vài nạp âm Đại Hải Thủy, kỷ tuổi Bính Thìn, Giáp Thìn, ngày thuộc hành thủy khắc với hành hỏa, đặc biệt là tuổi Mậu Tý, Bính Thân, Mậu Ngọ thuộc hành hỏa, không sợ thủy. Ngày Tuất lục hợp với Mão, tam hợp với Dần và Ngọ thành hỏa cục, xung với Thìn, Hình Mùi, Hải Dậu, Phá Mùi và Tuyệt Thìn. Vài tuổi xung khắc trong ngày: tuổi Bính Thìn, Giáp Thìn, Bính Thân, Bính Dần và Bính Tuất. Tuổi xung trong tháng: tuổi Đinh Hợi, Ất Hợi, Đinh Mão. Và các sao tốt xấu trong ngày: trong ngày có các sao tốt như sao Thiên Tài, tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương; sao Tuế Hợp, tốt mọi việc; sao Giải Thần, Đại Cát, tốt cho việc tế tự, tố tụng, giải oan, trừ được các sao xấu; sao Trực Tinh, Đại Cát, tốt mọi việc, có thể giải được sao xấu, trừ sao Kim Thần Thất Sát. Sao xấu trong ngày gồm có sao Địa Tặc, xấu đối với khởi tạo, an táng, khởi công, động thổ, xuất hành; sao Trùng Phục, kỵ về giá thú, an táng; sao Không Phòng, kỵ về cưới hỏi; sao Quỷ Khóc, xấu đối với tế tự, an táng. Về hướng xuất hành tốt trong ngày: Hỷ Thần hướng chính Nam và Tài Thần hướng chính Tây. Và đặc biệt đó, theo Khổng Minh, hôm nay là ngày mùng 3 tháng 4 năm Tân Sửu, ngày này là ngày tốt, xuất hành có quý nhân phù trợ, tài lộc được tốt. Và tuổi trong ngày cần phải cẩn thận như là tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ, xung với tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh Thủy, tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa, xung với tuổi Nhâm Tuất trong ngày thuộc mệnh Thủy, tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa, xung với tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh Thủy, tuổi Bính Dần thuộc mệnh Hỏa, xung với tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh Thủy, tuổi Bính Tuất thuộc mệnh Thổ, xung với tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh Thủy, các bạn cần phải chú ý. Và sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ 6 ngày 14 tháng 5 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ 6 ngày 14 tháng 5 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ 6 này với bạn tuổi Tý á, cho chúng ta thấy là con đường tài lộc của bạn tuổi Tý trong ngày này đang có được dấu hiệu khởi sắc khi bạn đang gặp được ngày có chính tài chiếu mệnh. Với bạn tuổi Tý trong ngày này, những bạn làm công ăn lương thì có được cơ hội nhận được một khoản tiền thưởng xứng đáng với những gì mà mình đã cố gắng trong suốt thời gian vừa qua. Và bạn hãy coi đây là động lực để cho bạn cố gắng phấn đấu không ngừng nghỉ. Và trong ngày thứ 6 này với bạn tuổi Tý á, tài lộc của bạn tạm thời không phải là nỗi lo của bạn trong ngày, và cũng vì thế mà bạn không nên chi tiêu hoang phí. Có lẽ bạn nên dành nhiều thời gian để tìm hiểu về cách chi tiêu và quản lý tài chính của mình sao cho hợp lý hơn.
Trong ngày này với bạn tuổi Tý cũng đang gặp ngày có thủy thổ xung khắc. Cái điều này làm cho bạn tuổi Tý cần phải dành nhiều thời gian quan tâm tới vấn đề của gia đình mình nhiều hơn. Nếu như có khúc mắc hay là nảy sinh giữa hai vợ chồng thì bạn tuổi Tý không nên lờ đi mà đôi bên cần phải thẳng thắn trò chuyện với nhau để tìm ra cách tháo gỡ những khúc mắc. Về tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, tài lộc có được sự dư giả, không có nỗi lo về tài chính. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy, nhận được khoản tiền thưởng xứng đáng nhờ vào nỗ lực của mình bấy lâu nay. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa, cần phải xây dựng cách chi tiêu và quản lý tài chính một cách hợp lý. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ, nên dành thời gian quan tâm tới các vấn đề của gia đình mình. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc, vợ chồng có khúc mắc thì nên thẳng thắn trò chuyện với nhau. Và đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 22, số 35, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lục, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Thân, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Sửu thứ 6 ngày 14 tháng 5 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ 6 này với bạn tuổi Sửu cho chúng ta thấy là ngày này bạn tuổi Sửu đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bạn tuổi Sửu sự nghiệp của bạn không được mấy may mắn cho lắm. Bạn tuổi Sửu có thể sẽ phải chịu sự nghi ngờ, gièm pha từ những người xung quanh và bạn hãy dùng năng lực thực sự của mình để chứng minh bản thân mình là ai, chứ đừng có thanh minh sung không có nhiều tác dụng với bạn. Ngoài ra, trong cái vận trình ngày thứ 6 này với bạn tuổi Thìn, ngày này bạn cũng có thể sẽ đánh mất đi tiền bạc đang nắm giữ trong tay. Họa phá tài đến rất gần, nếu như bạn mệnh không cải thiện được tình hình chi tiêu của mình thì có thể bạn sẽ lâm vào cảnh túng thiếu, nợ nần khắp nơi. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ 6 này với bạn tuổi Sửu cũng đang gặp ngày có thổ khí vượng. Cái điều này cho thấy sức khỏe của bạn mệnh không được tốt cho lắm. Tâm lý không ổn định cũng ảnh hưởng tới việc công việc của bạn trong ngày hôm nay. Và với bạn tuổi Sửu nên dành thêm thời gian cho việc vận động và tập luyện thể dục thể thao để cho tinh thần, thể chất của mình được khỏe khoắn hơn. Về tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, công việc gặp trục trặc, chịu sự gièm pha từ những người xung quanh. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy, nên dùng năng lực thực sự của mình để chứng minh bản thân mình là ai. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa, có họa phá tài đe dọa nên sớm cải thiện thói quen chi tiêu của mình. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ, sức khỏe và tâm lý bất ổn sẽ làm cho bạn không được thực hiện tốt công việc của mình cho lắm. Về tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc, nên dành thêm thời gian để rèn luyện thân thể. Về đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 12, số 36, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường màu nâu, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Mão, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Dần thứ 6 ngày 14 tháng 5 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ 6 này với bà tuổi Dần cho chúng ta thấy là bà tuổi Dần đang có được báo hiệu trải qua một ngày gặp nhiều may mắn khi bạn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành bán hợp, Dần Tuất bán hợp. Và đây là báo hiệu cho bạn có được nhiều sự thuận lợi trong ngày thứ 6 này khi bạn mệnh có được những nguồn thu nhập mới dù ít nhưng cũng đủ để giải quyết các vấn đề cấp thiết trong cái thời điểm hiện tại với bạn. Tuy nhiên ạ, trong vận trình ngày thứ 6 này với bạn tuổi Dần, bạn lại đang gặp ngày có thiên quan gây rối. Với bạn cần phải kiềm chế bản tính nóng nảy, dễ bị kích động của mình nếu không muốn vướng vào những vụ tranh chấp thị phi với những kẻ tiểu nhân, và việc này sẽ gây ảnh hưởng không tốt tới sự nghiệp tương lai của bạn về sau này.
Bên cạnh đó, bản mệnh tuổi Dần trong ngày này cũng đang gặp ngày có mộc khắc với thổ. Cái điều này cho thấy về mối quan hệ của bạn tuổi Dần với người nhà lại không được như ý cho lắm. Nguyên nhân có thể là vì đôi bên có những ý kiến mâu thuẫn với nhau và không nên khăng khăng làm theo ý của mình mà bác bỏ ý kiến của nửa kia một cách vô lý như vậy bạn tuổi Dần nhé. Về tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh Thủy có được nguồn thu nhập mới để giải quyết về tình hình hiện tại. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh Hỏa cần phải kiềm chế bản tính kích động. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh Thổ có điềm báo thị phi tranh chấp với kẻ tiểu nhân. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh Mộc mối quan hệ với người nhà nhiều trục trặc. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh Kim không nên khăng khăng làm theo ý muốn của mình. Và đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn số 18, số 25, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Hợi, tuổi Mùi. Tử vi tuổi Mão thứ 6 ngày 14 tháng 5 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ 6 này với bạn tuổi Mão cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Mão trong ngày này đang gặp được ngày có quý nhân lục hợp xuất hiện chia chở cho bạn, cho nên bản mệnh không còn phải buồn hay là tổn thương về chuyện tình cảm nữa. Với những nỗi buồn trong quá khứ dần được trôi xa, hiện tại bạn đã có được hạnh phúc mà mình mong muốn. Với bạn tuổi Mão, không thực sự quên những điều đã xảy ra với mình trong quá khứ, nhưng bạn dành nhiều chỗ tâm trí của mình cho hiện tại hạnh phúc lúc này. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ 6 này với bạn tuổi Mão cũng đang gặp được ngày có chính quan mở đường dẫn lối. Nhờ thế mà bạn tìm được đường đi, nước bước để có thể phát triển sự nghiệp của mình. Bản mệnh tuổi Mão chẳng quản ngại khó khăn, khổ cực mà luôn cố gắng hết mình. Thu nhập của bạn cũng sẽ được cải thiện ít nhiều là nhờ vậy. Về tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy không còn tổn thương về chuyện tình cảm nữa. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa đạt được hạnh phúc mà mình mong muốn. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ trân trọng hạnh phúc hiện tại thay vì nghĩ quá nhiều về quá khứ. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc tìm được lối đi đúng đắn để phát triển sự nghiệp của mình. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim thu nhập được cải thiện nhờ vào sự nỗ lực bền bỉ bấy lâu nay. Về đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 73, số 56, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Hợi, tuổi Mùi. Tử vi tuổi Thìn thứ 6 ngày 14 tháng 5 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ 6 này với bạn tuổi Thìn cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Thìn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung Thìn Tuất Sửu Mùi, và đây là dấu hiệu cho thấy đối với các cặp đôi đang không có được sự êm ấm cho lắm. Tử vi tuổi Thìn thứ 6 ngày 14 tháng 5 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ 6 này với bạn tuổi Thìn cho chúng ta thấy là bạn tuổi Thìn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung Thìn Tuất Sửu Mùi, và đây là dấu hiệu cho thấy các cặp đôi tuổi Thìn đang không được êm ấm cho lắm. Bản mệnh đang cảm thấy thiếu đi cảm giác an toàn và không thể trông cậy vào đối phương trong nhiều chuyện. Đôi khi bạn thất vọng đến mức muốn quay trở về với cuộc sống độc thân. Ngày này, đối với những bạn đang còn độc thân thì nên suy nghĩ một cách hết sức nghiêm túc trước khi đặt chân vào một mối quan hệ mới nào đó. Bạn hãy chắc rằng bản thân đã sẵn sàng để có một người đồng hành bên cạnh mình, chứ không phải là những phút vui đùa cùng nhau. Ngoài ra, trong vận trình ngày thứ 6 này với bạn tuổi Thìn cũng đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh. Cái điều này
Tốt nhất là bạn tuổi Thìn là không nên gây mâu thuẫn với bất cứ ai nếu như muốn một ngày không gặp phải nhiều rắc rối xảy ra với mình. Cách tốt nhất là bạn hãy tập trung vào giải quyết những công việc riêng của mình mà thôi. Về tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa, các cặp đôi nảy sinh những mâu thuẫn, dễ xảy ra sự tranh cãi. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ, thiếu cảm giác an toàn trong mối quan hệ về tình cảm. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc, đối với những bạn đang còn độc thân nên cân nhắc trước khi bắt đầu một mối quan hệ mới. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim, không nên gây mâu thuẫn với ai nếu như không muốn mình phải gặp rắc rối. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy, hãy tập trung giải quyết những công việc của mình. Về đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 49, số 38, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Thân, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Tỵ thứ sáu ngày 14 tháng 5 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ sáu này với bạn tuổi Tỵ cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Tỵ đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh, và đây là dấu hiệu tốt cho bạn tuổi Tỵ trên con đường công danh sự nghiệp, đặc biệt là đối với những người làm trong lĩnh vực về nghệ thuật, khoa học, học thuật, nghiên cứu. Bạn mệnh tuổi Tỵ nhận được sự tin tưởng của nhiều người trong ngành nữa. Và với bạn tuổi Tỵ, bạn là người có đầu óc thông minh, nhạy bén của mình. Bạn hãy tích cực tận dụng điểm mạnh của mình trong công việc. Tin rằng mai này bạn sẽ gặt hái được những thành công rực rỡ, khó ai có thể sánh ngang bằng với bạn được. Con đường tài lộc của bạn cũng tự nhiên mà ầm ầm kéo đến. Ngày này với bạn tuổi Tỵ lại đang gặp ngày có họa sinh cho thổ vượng. Cái điều này cũng cho thấy với bạn tuổi Tỵ đang có được bầu không khí gia đình vô cùng là hòa hợp. Vợ chồng luôn tin tưởng và giúp đỡ lẫn nhau trong mọi công việc. Đây cũng là một ngày trong những lý do đây cũng là một trong những lý do khiến cho bạn tuổi Tỵ cảm thấy vô cùng là hạnh phúc và may mắn vì đã gặp được người ấy. Về tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa, công danh sự nghiệp của bạn gặp nhiều thuận lợi. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ, đối với những bạn làm trong nghiên cứu, khoa học, học thuật thì có được sự tin tưởng của mọi người. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh Mộc nên tích cực tận dụng điểm mạnh để phát huy năng lực của mình nhiều hơn. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh Kim, tài lộc hứa hẹn được hanh thông nhờ sự thông minh, nhạy bén của mình. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh Thủy, vợ chồng đồng lòng luôn sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau. Về đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ tư này ạ, sự nghiệp là 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 7, số 52, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ tuổi Sửu, tuổi Thân. Tử vi tuổi Ngọ thứ sáu ngày 14 tháng 5 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ sáu này với bạn tuổi Ngọ cho chúng ta thấy là bạn tuổi Ngọ đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp dần Ngọ Tuất phù trợ, cho nên cái mối quan hệ xã giao của bạn tuổi Ngọ đang rất tốt đẹp. Do đó, bạn là người trọng tình nghĩa và luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Với những người đã được bạn giúp đỡ trong cái thời điểm này, chắc chắn sẽ mang lại nhiều lợi ích cho bạn trong tương lai. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Ngọ lại đang gặp được ngày có chính ấn giúp đỡ, cho nên với bạn tuổi Ngọ đang có được đầu óc vô cùng là thông minh, nhạy bén. Bạn có thể phát huy được hết khả năng của mình ở trong những lĩnh vực vốn rất quen thuộc của bạn. Mọi người sẽ cảm thấy vô cùng là kính nể bạn nữa. Ngày này với bạn tuổi Ngọ cũng đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh, và đây là tín hiệu đáng mừng cho bạn tuổi Ngọ trong chuyện tình cảm. Trong cuộc sống thường ngày với bạn tuổi Ngọ cũng cần phải chia sẻ với nửa kia nhiều hơn để có được sự ủng hộ và chia sẻ của người ấy nữa.
Về tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh Kim, tình cảm có nhiều tin mừng, đôi lứa tâm đầu ý hợp. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh Thủy, bạn cần phải chia sẻ nhiều hơn với nửa kia. Về tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh Hỏa, phát huy được tài năng, năng lực nhất định ở trong lĩnh vực quen thuộc. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh Thổ, nhận được sự kính nể và tin tưởng của mọi người. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh Mộc, mối quan hệ xã giao có được sự tốt đẹp, có lợi cho tương lai của bạn. Về đánh giá của bạn tử Ngọ trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Con số may mắn số 9, số 97, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Mão, tuổi Dần. Tử vi tuổi Mùi thứ 6 ngày 14 tháng 5 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ 6 này với bạn tuổi Mùi cho chúng ta thấy là do tác động của cục diện ngũ hành Mùi Tuất tương phá, cái điều này làm cho sự nghiệp của bạn tuổi Mùi gặp nhiều trở ngại. Mọi chuyện có thể không tiến hành theo đúng như kế hoạch mà bạn đã lập ra từ trước, khiến cho bạn cảm thấy buồn bực và chán nản. Ngoài ra, trong ngày này, về tình hình tài chính của bạn cũng không được mấy khả quan, có thể một phần không nhỏ là do kiếp tài gây rối. Với bạn tuổi Mùi, dù không rơi vào hoàn cảnh túng thiếu, song bạn cũng khá lao đao vì các khoản phải chi phí bất ngờ xảy ra. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày này với bạn tuổi Mùi cũng đang gặp ngày có thổ khí vượng. Cái điều này làm cho bạn đang có điềm báo, sức khỏe của bạn đang gặp vấn đề, rất dễ mắc bệnh về đường tiêu hóa, suy nghĩ căng thẳng kéo dài, dễ khiến cho bạn mắc bệnh dạ dày, ảnh hưởng tới cuộc sống của bạn nữa. Về tử vi tuổi Ất Mùi thuộc Kim, sự nghiệp gặp trục trặc, có nhiều vấn đề phải lo nghĩ. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy, sinh ra chán nản vì mọi việc không diễn ra như theo kế hoạch ban đầu. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa, về tình hình tài chính không mấy khả quan. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ, lao đao vì các khoản chi phí bất ngờ phát sinh. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc, chú ý giữ gìn sức khỏe để tránh đầu óc căng thẳng kéo dài. Về đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 8, số 33, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Hợi, tuổi Mão, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Thân thứ 6 ngày 14 tháng 5 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ 6 này với bà tuổi Thân cho chúng ta thấy là bà tuổi Thân đang gặp được ngày có tam hội quý nhân nâng đỡ, cho nên bạn có được nguồn thu nhập dồi dào, tài lộc được dư giả. Bản mệnh tuổi Thân có nhiều kế hoạch muốn thực hiện vào ngày hôm nay và thời điểm này sẽ tiến hành rất tốt cho bạn. Các chuyện kinh doanh buôn bán tiến triển được thuận lợi, đồng nghĩa với lợi nhuận của bạn được tăng lên gấp bội phần. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ 6 này với bạn tuổi Thân lại thêm có được thực thần nâng đỡ, cho nên đối với những bạn làm nghề tự do, kinh doanh buôn bán, nhận được một khoản lời lãi lớn trong ngày hôm nay. Có thể là những mối đầu tư từ trước đó của bạn đã đến thời điểm thu hoạch, và với bạn tuổi Thân có thể tự thưởng cho bản thân mình một món quà để khắc lị lệ về tinh thần. Ngày này với bạn tuổi Thân lại đang gặp ngày có thổ sinh cho kim vượng, cái điều này cho thấy với bạn tuổi Thân đang rất hài hòa với nửa kia, cho dù gặp phải chuyện gì đi chăng nữa, bạn cũng sẽ tâm sự và thảo luận nghiêm túc với người ấy để đưa ra được những quyết định cuối cùng thống nhất với nhau. Về tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy, thu nhập được dồi dào, nguồn tài lộc được dư dôi. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa, thời điểm tốt để cho bạn tiến hành các kế hoạch đã ấp ủ bấy lâu. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ, kinh doanh buôn bán được thuận lợi, lợi nhuận tăng lên gấp bội phần. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc, có được nguồn thu nhập tăng lên đáng kể trong mối đầu tư trước đó. Về tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim, tình hình tình cảm có được sự hòa hợp, đôi bên tôn trọng lẫn nhau. Về đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc
5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 6, số 25, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ tuổi Tý, tuổi Dậu, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Dậu thứ 6 ngày 14 tháng 5 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ 6 này với bạn tuổi Dậu cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Dậu đang gặp ngày có Dậu tuất tương hại. Cái điều này làm cho bạn tuổi Dậu sẽ phải trải qua một ngày bộn bề trong lo toan. Công việc của bạn tuổi Dậu ngày này, bạn mệnh cần phải nghiêm túc và chăm chỉ, tránh tạo ra sơ hở để cho kẻ tiểu nhân lợi dụng để hãm hại mình. Chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể khiến cho bạn phải trả giá ngày hôm nay. Và ngày này với bạn tuổi Dậu cũng đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh, bạn mệnh không nên làm ăn hoặc là đưa ra những quyết định về đầu tư quan trọng ngày hôm nay. Nếu không, bạn rất dễ rơi vào tình trạng thất thoát về tài sản, tiền bạc. Ngoài ra, bạn cũng có thể gặp phải những đối tác không đáng tin cậy, những kẻ lừa đảo. Bù lại, trong vận trình ngày thứ 6 này với bạn tuổi Dậu lại đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh. May mắn là bạn đang có được người nhà luôn ủng hộ cho mọi quyết định của mình. Vì vậy, bạn cần phải tâm sự những chuyện khiến cho mình khó chịu với người nhà. Chắc chắn bạn mệnh sẽ thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều và nhận được những lời khuyên hữu ích nữa. Về tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh thủy, công việc có nhiều mối lo toan, đòi hỏi bạn phải cần cố gắng gấp bội phần. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh hỏa, tránh làm việc sơ suất, tạo ra cơ hội để cho kẻ tiểu nhân hãm hại. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh thổ, nên tránh đưa ra những quyết định về đầu tư quan trọng, kẻo lại thất thoát về tài sản, tiền bạc. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh mộc, cẩn trọng đối với những đối tác chưa xác định được thông tin tin cậy. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh kim, người nhà luôn ở phía sau ủng hộ và động viên khi cần thiết. Về đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 78, số 45, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường màu bạc, màu vàng, quý nhân phù trợ tuổi Tỵ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Tuất thứ 6 ngày 14 tháng 5 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ 6 này với bạn tuổi Tuất cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tuất đang gặp ngày có Tỵ Kim chiếu mệnh. Cái điều này giúp cho bạn tuổi Tuất thêm phần vững vàng và kiên quyết theo đuổi cái mục tiêu của mình đã đề ra từ trước đó. Với những khó khăn ở phía trước không khiến cho bạn mệnh sờn lòng, mà ngược lại, bạn càng thêm quyết tâm phấn đấu và vượt qua được khó khăn trở ngại để giành lấy thành công ở phía trước với mình. Và với bạn tuổi Tuất trong ngày này, có được tinh thần làm việc hứng khởi là một trong những bí kíp để cho bạn mệnh thắng được những khó khăn trong công việc. Bạn hiểu rằng luôn tạo cảm hứng và làm mới bản thân mình, đúc rút kinh nghiệm từ những người đi trước với những thất bại đã qua là cách giải quyết những khủng hoảng cho bạn một cách tốt nhất. Ngày này với bạn tuổi Tuất lại đang gặp ngày có thổ khí vượng. Đây là dấu hiệu cho thấy bạn tuổi Tuất cần phải quan tâm nhiều hơn tới bản thân mình, bởi sức khỏe của bạn đang gặp vấn đề. Ăn uống có phần kém ngon miệng, ngủ không được ngon giấc, khiến cho bạn mệnh sinh ra mệt mỏi, sức đề kháng bị suy yếu. Về tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh hỏa, kiên quyết theo đuổi mục tiêu đã đề ra. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh thổ, gian nan thử thách, càng thêm quyết tâm để phấn đấu vượt qua. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh mộc, tinh thần làm việc hứng khởi, sẵn sàng đương đầu với mọi khó khăn. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh kim, biết cách đúc rút kinh nghiệm và thất bại từ người đi trước. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh thủy, nên quan tâm tới sức khỏe khi cần thiết, cơ thể của mình đang có dấu hiệu bất thường. Và đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 34, số 78, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu nâu, quý nhân phù trợ tuổi Thân, tuổi Dần, tuổi Ngọ.
Tử vi tuổi Hợi thứ sáu ngày 14 tháng 5 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ sáu này với bà tuổi Hợi cho chúng ta thấy là bà tuổi Hợi đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh và đây là dấu hiệu may mắn cho con đường tài lộc của bạn ngày hôm nay. Và nếu như bạn tuổi Hợi chăm chỉ suốt thời gian khoảng vừa qua thì bạn xứng đáng nhận được phần thưởng với mình và bạn hãy coi đó là động lực để cho bạn cố gắng tiếp tục phấn đấu cho tương lai. Ngày này với bạn tuổi Hợi, đối với những bạn làm kinh doanh buôn bán cũng có được một ngày khá bận rộn khi mà đơn hàng về tới tấp, bạn mệnh có được nhiều kế hoạch muốn triển khai trong thời gian tới và thành công ngày hôm nay cũng cũng có thêm quyết tâm cho những dự định đó để trở thành hiện thực của bạn nữa. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Hợi cũng đang gặp ngày có thổ thủy xung khắc, cái điều này cho thấy về cái chuyện tình cảm của bạn với nửa kia lại không được như ý muốn. Bạn có thể cảm thấy nửa kia không thấu hiểu được ý muốn của mình. Nếu có bất mãn ở trong lòng thì bạn nên nói ra để đôi bên cùng tháo gỡ, giải quyết vấn đề. Về tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh Hỏa, tài lộc gặp nhiều may mắn nhờ biết chăm chỉ làm việc. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh Thổ, thành quả ngày hôm nay là phần thưởng xứng đáng cho những vất vả của bạn trước đó. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh Mộc, đối với những bạn kinh doanh buôn bán có được nhiều thông tin đơn hàng tới tấp. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh Kim, thành tựu mà bạn có được ngày hôm nay càng củng cố thêm cho bạn quyết tâm cho những dự định trong tương lai. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh Thủy, tình cảm không được như ý, đôi bên cần phải hiểu nhau hơn. Và đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 7, số 13, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ tuổi Sửu, tuổi Mùi, tuổi Tý. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hay, hãy comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.